Cô ơi, người em cứng lắm, có tập yoga được không? Cô ơi, sao em tập mãi mà người nó vẫn cứng thế, chẳng dẻo ra được gì cả. Vâng, đây là một câu hỏi mà được sự quan tâm của rất là nhiều bạn. Đa số thì các bạn nữ chúng ta sẽ dẻo hơn các bạn nam. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải xem xem là mình cứng là mình cứng so với ai ví dụ chúng ta sẽ phải so sánh là mình cứng so với cái bạn để bạn ấy tập cùng thời điểm với mình này cũng cùng thời điểm lúc bắt đầu với mình và cho đến bây giờ thì bạn ấy đã dẻo hơn mình rồi và mình thì vẫn chưa dẻo được bằng bạn ý còn nếu như mà bạn so sánh là mình mới tập được có hơn một năm thôi chẳng hạn mà mình so sánh với người tập khoảng năm sáu năm hoặc bảy năm rồi thì đấy là mình so sánh một cái sự so sánh khập khiễng là chúng ta tập chưa đến độ nhá thì mình sẽ cần phải luyện tập thêm cơ địa mỗi người chúng ta không giống nhau có bạn thì cơ địa cứng có bạn thì cơ địa dẻo hơn tuy nhiên thì nói về cơ địa thì nó sẽ có một cái nôm na thế này để cho chúng ta dễ hiểu nó sẽ có một phần cứng và một phần mềm phần cứng ở đây được hiểu là các cái sự linh hoạt của các cái khớp ví dụ như hằng nói như là cái khớp hông này khớp háng của chúng ta chẳng hạn ví dụ như khớp háng chẳng hạn cái ổ xương háng nó như thế này nó co thế này và còn cái củ khớp á, thì cổ xương đùi thì nó tròn như thế này thì nó áp vào không. với những bạn mà cái ổ khớp nó nông thì cái sự chuyển động thì nó sẽ linh hoạt hơn, nó sẽ linh hoạt hơn và khi các bạn ấy thực hiện các cái tư thế như tách ngang thì nó dễ dàng hơn. À, Đang ngược lại một số bạn ví dụ như cái ổ khớp nó chặt hơn đúng không ạ? thì khi, khi cái, cái cái biên động, cái độ đời, 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 đời chuyển động, cái biên độ chuyển động nó sẽ hẹp hơn và chính vì vậy khi các bạn ấy làm một số các cái tư thế thì nó sẽ khó khăn hơn một số bạn khớp vai đã mở sẵn cho nên bạn ấy tập các bài tập mở vai khá là linh hoạt ngược lại đối với một số bạn thì khá là khó khăn hoặc là khớp hông khớp háng đó thì cơ tìa cấu tạo mỗi người của chúng ta sẽ không giống nhau đó là về phần cứng à, còn cái phần mềm cái phần cứng thì là chúng ta không thay đổi được rồi đúng không ạ thế còn cái phần mềm cái phần mềm thì chúng ta sẽ được hiểu như là cái phần cơ thì mình có thể thay đổi được thông qua việc luyện tập mỗi ngày mỗi ngày một chút để trả lời cho câu hỏi người em cứng có tập được không thì Nga Xin trả lời là hoàn toàn chúng ta có thể tập được à, người mình cứng thì mình mới cần là luyện tập để cho nó trở lên mềm dẻo hơn à, linh hoạt hơn và trong cái việc luyện tập ấy thì mình cần phải lưu ý rằng à, khi chúng ta luyện tập thì mình thấy cứng thì mình phải xem xem là lắng nghe trong cơ thể mình à, nó là cứng ở đâu ví dụ như là khi các bạn gặp trước thì các bạn thấy ví dụ như là mình căng ở đâu căng ở khắp hông hay là ở lưng căng ở khớp hông hay ở lưng thì mình cảm thấy là cái vị trí nào mà khi mà bạn tập bạn cảm thấy nó căng nhất mà nó 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 đau nhất đó thì đó chính là cái vị trí đấy là chúng ta căng ở chỗ đó. Và trong cái khi luyện tập ấy thì mình sẽ cái sử dụng các cái dụng cụ hỗ trợ. Ví dụ như là khi mà chúng ta tập các cái bài tập gập trước chẳng hạn thì các bạn sẽ có thể sử dụng sợi dây để mình hỗ trợ mình nối qua một cái sợi dây vào cái tư thế gập trước để giúp cho chúng ta ra uh, nối dài cái đôi tay ra để mình đẩy cái lưng để mình thẳng cái lưng lên hoặc trong các cái tư thế như là uh, sạc dọc chẳng hạn thì mình sẽ sử dụng hai cái viên gạch block mình sẽ sử dụng viên gạch block mình chống tay lên hai cái viên gạch Nó bao giờ hàng ngày cũng khuyến khích là các học viên sử dụng dụng cụ hỗ trợ hoặc là các cái sợi dây trong rất là nhiều các cái tư thế giúp chúng ta mở vai uh, mở ngực đó thì cái việc luyện tập cùng với kết hợp với cái các cái dụng cụ hỗ trợ thì giúp cho chúng ta giãn cơ mà cách dễ dàng hơn hay là có một cái điều hàng nga lưu ý mình trong cái quá trình luyện tập như này và đặc biệt thì chúng ta cần phải lắng nghe theo cái cơ thể mình à, một số bạn thì hàng nga thường hay thấy ví dụ như trong các cái tư thế ví dụ nhá người ví dụ một cái tư thế thôi ví dụ trong các tư thế gập trước chẳng hạn thì vì bạn ấy cố gắng để bạn ấy gập xuống phía trước à, và cái điều khi mà cố gắng đấy thì cái cơ thể bạn ấy nó căng thẳng lên và bạn ấy, rụt hết cái cổ lại thì cái lưng thì gù hết lên nhưng mà vẫn cố để gập trước thế thì trong cái trường hợp như vậy thì chúng ta luyện tập thì mình làm thế nào thì bao giờ nga cũng nói với các bạn ở trên lớp ý, ý là mình hãy thả lỏng ra thả lỏng ra ở nhắm mắt và tập trung ở cái hơi thở thì mình sẽ sử dụng thêm cái dụng cụ hỗ trợ ví dụ trong động tác cầm trước mình sẽ quàng cái sợi dây vào cái, cái lòng bàn chân và nới dài cái đội tay của chúng ta ra mình thả lỏng thả lỏng thì chúng ta sẽ vào tư thế một dễ dàng hơn nói nôn na một cách là chúng ta cần phải lắng nghe cơ thể mình mình hiểu cái cơ thể mình hiểu hiểu cơ thể mình hơn đó là ví dụ như là cái độ mở khớp háng của chúng ta chỉ khoảng là 170 độ thôi 150 độ chẳng hạn thế mình mình cứ muốn tách ngang hết ra thế cứ như đối với số một số bạn thì bạn khớp háng đã mở sẵn rồi thì các bạn ấy cái tách cái ra mà thậm chí là còn tách âm nữa thì mình cứ cố làm theo như vậy thì nó sẽ dẫn đến là rất dễ là gây đến chấn thương mà trong khi luyện tập ấy thì cái quan trọng là các bạn sẽ lắng nghe cái cơ thể mình xem là cái cơ thể cái biên độ cơ thể của chúng ta nó đến đâu để mình có một cái sự luyện tập cho phù hợp và mình mình chấp nhận cái 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 thực trạng của cái cơ thể mình đó gọi là thấu hiểu thấu hiểu chính cái bản thân cơ thể chúng ta để chúng mình có thể thư giãn hơn và khi bạn thư giãn hơn thì người nó sẽ tự động là nó mềm ra còn khi mình cứ cố mình cố để mình gồng xuống mình gập xuống hoặc cố để mình đè cái chân xuống thì nó càng cố thì nó lại càng rụt cổ khi là mình cái phản xạ cơ thể chúng ta khi là mình cứ càng cố đấy, thì mình lại càng rụt cổ rụt vai hết cả lại thế vậy cho nên là mình hãy chấp nhận lắng nghe thấu hiểu vào cơ thể mình để chúng ta thả lỏng ra thì khi đó cái việc luyện tập của mình sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều có một điều đó là những người cơ địa cứng thì luyện tập thì sẽ lại an toàn hơn các cái bạn cơ địa dẻo đấy bởi vì làm sao những cái bạn khi mà có cái cơ địa cứng trong khi luyện tập thì cơ thể các bạn ấy phát ra tín hiệu là đau quá đau quá thế là thì các bạn ấy dừng lại thì đối với những người cơ địa cứng thì cái việc luyện tập đấy nó lại có vẻ như là an toàn hơn an toàn hơn đối với các bạn cơ địa dẻo bởi vì sao ạ khi các bạn cơ địa dẻo thì cái cái ranh giới giữa ranh giới để các bạn ấy vượt qua nó khá là mờ nhạt Thế thì khi bạn ấy làm một tư thế à, ví dụ Nga cứ nói ví dụ như là à, ví dụ như trong cái khuỷu tay của chúng ta chẳng hạn. À, à, một số bạn thì cơ địa rất là dẻo thì cái khuỷu tay của các bạn ấy nó còn chỉ còn võng cơ. À, Nga cũng là một người như thế nhá. Cái cái khuỷu tay của mình rất là dẻo. Thế thì khi mình chống xuống thì nếu những với những bạn cơ địa dẻo ấy thì cứ chống thẳng thì là nó thành cái khuỷu tay võng rồi. Thì mình phải hơi trùng cái khuỷu tay của chúng ta lại. Đó hoặc là đối với một số bạn cơ địa dẻo cái vai nó mở sẵn rồi thì mình cứ mở cứ mở cứ luyện tập cứ luyện tập cứ luyện tập thế thì và à, mình không hề biết rằng mình đã đi quá được cái giới hạn của cơ thể mình cho đến một ngày à, ví dụ tập xong đến ngày hôm sau là thấy ui vì sau cái chỗ này khớp háng nó đau thế ui sau cái chỗ kia khớp hông nó đau thế đó nó, nó là nó sẽ bị gây ra chấn thương thế cho nên là trong cái việc luyện tập thì chúng ta à, nhất định là mình sẽ phải lắng nghe theo cái cơ thể mình để mình có thể tìm ra ra một cái biên độ để luyện tập nó phù hợp với lại cơ thể của chúng ta để trả lời cho câu hỏi. Cô ơi, người em cứng quá có tập được không? Thì Nga xin khẳng định rằng là hoàn toàn chúng ta có thể tập được. À mình sẽ lắng nghe cơ thể mình, mình sẽ sử dụng thêm các cái dụng cụ hỗ trợ để chúng ta luyện tập được hiệu quả hơn. Và ngoài ra đối với một số bạn là cô ơi sao em tập mãi mà người em vẫn cứng thế nó chưa dẻo ra được thì chúng ta hãy kiên trì này, lắng nghe theo cơ thể mình này, luyện tập mỗi ngày mỗi ngày một chút và trong yoga thì chúng ta không thể nóng vội được. Mỗi ngày một chút thì chắc chắn là đến một lúc nào đó cơ thể của chúng ta sẽ trở nên mềm dẻo hơn, mình cứng mình biết cần phải luyện tập chứ đúng không? trên kênh YouTube của Nga thì có rất là nhiều các cái bài tập mà giúp chúng ta luyện tập cũng như các cái tip đối với người mới, các cái tip sửa các cái lỗi sai gây chấn thương trong quá trình luyện tập và Nga có cái bộ các cái tư thế yoga chuẩn gốc để bạn có thể tìm trong cái bộ xanh sách phát trên kênh YouTube của Hằng Nga, đó là bộ tư thế yoga chuẩn gốc sẽ giúp chúng ta nắm được các cái định tuyến của tư thế và giúp mình Hằng Nga cũng hướng dẫn cùng với các cái dụng cụ luyện tập hỗ trợ để cho chúng ta ví dụ như thế tư thế sạc dọc thì chúng ta làm như thế nào, tư thế gặp trước Chúng ta làm sao để cho nó phù hợp với cơ thể mình để chúng ta có thể luyện tập hiệu quả và an toàn thì trên kênh của hàng nga cũng có rất là nhiều các cái bài tập miễn phí ngoài ra nếu như chúng ta muốn là cái việc luyện tập của mình nó hiệu quả hơn thì chúng ta cũng có thể tham dự các cái lớp tập yoga online cùng với cô hàng nga thì bạn có thể đăng ký ở trên trang fanpage nguyễn hàng nga yoga hoặc là theo cái link ở bên dưới bài này và ở trên lớp thì chúng ta sẽ được cô giáo trực tiếp chỉnh sửa các cái định tuyến, các cái tư thế và giúp bạn có thể trở lên là có một cơ thể mềm dẻo hơn và có một cơ thể linh hoạt hơn cũng như là giúp chúng ta tăng cường sức mạnh về cơ bắp. Chúc bạn luyện tập thành công và hẹn gặp lại chúng ta ở những video tiếp theo. Bye bye!